Hello tất cả mọi người. Hôm nay đi làm về sớm sớm, tranh thủ đi chợ đi mua ít đồ. Hôm nay mình sẽ đi mua một ít đồ review cho các bạn xem, những cái đồ ở nhà, ví dụ như bánh kẹo thứ hoặc là cái thuốc nhá. Ví dụ như một cái viên kẹo ở trong trong gói kẹo của Nhật đấy, thường thường là ở bên này là người ta sẽ bên Nhật đấy là in ở ngoài bao bì như thế nào thì ở bên trong nó sẽ như thế. Ví dụ với mỗi viên kẹo thì kích thước của viên kẹo ở trong ở ngoài bao bì nó như thế nào thì cái viên kẹo ở trong này nó sẽ như thế. Các bạn xem đến đến cuối video nhá. Bây giờ là mình sẽ đi chợ mua ít đồ ăn và mua ít đồ như mình nói xem có đúng sự thật không, sự thật không nhá. Mình sẽ mua mì tôm này, bánh kẹo thứ, hay là không biết có mua thuốc gì không. Rồi. Hiện tại là ở nhà mình hoa anh đào đây nở rộ rồi, rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Này là buổi trưa sắp hết nắng rồi, mùa hoa anh đào hôm nay mình chưa đi ngắm được đâu cả. Bây giờ mình sẽ đạp xe đi chợ, đi qua hàng cây anh đào. Ồ, khá là đẹp luôn. Buổi chiều mà chạy bộ, buổi chiều mà chạy bộ qua khu vực này khá là tuyệt vời các bạn ạ. Bạn thấy ở đây dưới mương có cá này, ở đây có cá, ôi nhiều cá thế. Có là vịt trời này, đấy có vịt trời xa các bạn thấy không? Có mấy con vịt trời dưới này luôn. Ở đây toàn cá chép này, có một đàn cá chép đấy luôn. Tranh thủ đi chợ mình quay cho các bạn xem mùa hoa anh đào thứ tư. Đấy. Ở Nhật thì người ta dọc đường này, người ta hay trồng cái cây này rất là đẹp luôn. Này, hoa tulip này. Đi hơi nhanh rồi. Khá là đẹp. Giờ tầm này là trẻ con Nhật Bản nó cũng đi học về, nó đi xe đạp. Hoa tulip đẹp ghê. Bây giờ mình sẽ đi chọn những cái mà có hình nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi xem những cái mà có hình để thú vị. Tìm những cái có hình để mà review cho các bạn xem nào. Về mình mua bánh này thì đo nhá. Đấy. Mình thử mua cái hình trái tim này nhá. Thử mua cái gói này nhá. Xem là có bằng cái trái tim này không nhá. Lúa mạch à. Những cái đậu phộng nó có vẻ hay hơn. Đây nhá, mua cái này, mua cái này. Mình sẽ mua cái này xem. Ok. Thôi bằng đấy thôi. Bây giờ mình sẽ đi mua kem nào. Kem gì đây? Kem. Mình sẽ mua một cái kem này nhé. Kem này. Ôi. Cái. Ok, bây giờ là mình đã đi chợ về rồi các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình mua, hôm nay mình mua mì tôm này. Cái mì tôm này là trong này là có rong biển này, có ngô. Đấy, có thịt. Nhưng mà cái này hôm nọ mình bóc rồi là có nhá các bạn nhá. Còn cái mì này là cái mì cay thôi. Mì cay. Đó, rất là cay luôn. Mì này là mì có gì đây, có thịt. Cái này thì mình chỉ tưởng được, mình ăn nhiều rồi nên là mình đúng là mở ra cái nào thì nó có những cái như thế thật. Có đây là cái trà diếp cá thôi.
Còn để mà nói về giống hình nhá, thì nó giống hình là mình phải mình so cái bánh này đấy, thử so cái bánh này nhá, so cái bánh này, đấy, cái hình này đúng không? Cái hình này với cái viên ở trong kia nó có giống nhau không nhá? Đúng là Nhật mà, đừng có đùa với mấy bác Nhật. Đây hình trái tim là tí mình đo xem nó đúng kích thước với cái bên này ngoài này không, hay là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cái kem này nữa nhá, mình thử đo cái kem này, cái so cái kem ở bên trong với cái là cái hình ở bên ngoài xem có như thế nào nhá. Cả cái kem này nữa nhá các bạn nhá, mình thử cái kem này xem thế nào nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc cho các bạn xem này, mình thử bóc một cái kem này ra nhá, mình thử bóc một cái kem này ra xem trước như thế nào. Nói chung là mình chỉ bóc ra thôi chứ bên trong nó vẫn có một 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 lớp tôi giữ bóng nữa các bạn, không thì hỏng hết. Hình ảnh thật và sản phẩm thật. Wow. Đây, mình cho các bạn thấy này. Đây. Đây là cái kem ở ngoài hình với là cái kem ở bên trong ấy các bạn nhé. Đấy, bỏ đây này. Bỏ đây này. Đấy. Bằng nhau luôn nhá. Bằng nhau bằng cái kem luôn. Cái kem này với cả là cái hình này này. Nó là bằng nhau này. Các bạn thấy không? Đấy. Mình đặt vào là đúng là bằng nhau luôn này các bạn này. Đúng bằng cái kem luôn nhá. Đấy. Đó, cái kem đấy. Đấy, này là chính xác này. Đây là một hãng này. Bây giờ mình sẽ bóc cái hộp này, cái hộp mà có cái hạt hạt này các bạn. Cái hộp mà có cái hạt hạt này. Mình thử bóc mình ướm cái hạt ở bên trong. Này là hãng khác nhá. Cái kem này là hãng khác nhá, bởi cái kem này là của công ty khác làm chứ không phải là giống nhau nhá các bạn nhá. Còn cái này là làm kiểu bánh của hãng Meiji chocolate ấy. Cacao hạt cacao bên ngoài có là lớp chocolate. Bây giờ mình sẽ xem là cái hạt này này, cái hạt này ở bên trong á so với cái hạt ở bên ngoài này này, cái hạt này nó có bằng nhau nhá, mình ướm nhá. Hầu như là ở Việt Nam mình là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đúng không? Nhưng hôm nay để chứng minh cho bạn thấy là ở Nhật người ta có làm hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa như mình không. Đây, để bóc ra luôn này. Đây. Bóc ra xem này nha. Đây là hạt nào. Đây. Bây giờ mình sẽ thử lấy một hạt mình yếu một xem nha. Bất ngờ chưa bà già, thấy chưa, các anh có thể thấy gì khác nhau không? Giống nhau 100 bằng bằng 100% luôn các bạn, có khi còn to hơn tí á, bằng luôn này đúng không? Đây mình bỏ đi nhá, đấy mình dùng đúng hạt này, các bạn thấy không, hình ở bên ngoài với hình ở bên trong là như nhau luôn, là như nhau luôn, có khi hình bên ngoài còn to hơn á, à có khi là cái có khi là cái hạt này còn 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 to hơn cả cái hình này luôn. Bằng 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 luôn nhé các bạn nhé, không không hề giả chân đâu, bằng này thấy chưa? Đấy mình quay góc cạnh cho bạn thấy đấy, đúng không? Bây giờ đến cái lượt mình bóc thử cái bim bim này xem. Mình bóc thử cái bim bim này xem là nó có giống hình này không nhá. Mình thấy ướm vào đây có giống không nhá. Ở Nhật là không phải. Đây là mình đang đang xem gọi là mấy hãng nào là bim bim này. Mình ướm xem nó có bằng không.
hay là nó nhỏ hơn, nó to hơn. Đây nhá. Đây. Mình gấm vào đây thử xem nhá. Các bạn thấy gì khác biệt không? Cái hình này bên trong mình nhỏ hơn một tí thôi các bạn ạ. Nhỏ một tí thôi. Mình đo thì là ngắn hơn một tí. Nhưng mà chấp nhận được. Nhưng mà cái này có hai miếng đúng không ạ? Bằng luôn nhé các bạn nhé. Đây. Chiều dài thì ngắn lại một tí thôi. Mình thấy chiều dài ngắn lại một tí thôi. Nhưng mà y như hình nhé các bạn nhé. Đấy. Bên trong thế nào, bên ngoài như thế nào, bên trong như thế. Đây. Để sao hết pin rồi, mình cắt bỏ nốt cái này nha. Xem mà có thấy không nhá. Này là cũng một hãng khác nữa cơ. Của sô cô la của hãng khác nữa cơ. Đấy. Mình mở bóc quả tim ra xem nào. Có đúng như quả tim mình đây, quả tim đây nhá. Đấy, để mình lật cái này ra. Ghép vào đây xem này có bằng nhau. Wow. Này các bạn ơi. Y như xì đúc luôn các bạn ạ. Wow. Y như xì đúc luôn này. Không lệch một tí nào luôn luôn. Các bạn thấy không? Mình cho vào quả tim bên trước, bây giờ mình bỏ ra này. Bỏ ra nhá. Đấy các bạn thấy không? Mình gắn vào đây là không thừa một tí nào luôn các bạn ạ. Khít luôn này. Cái này mình thấy chuẩn nhất này. Bằng cái hình bên ngoài với hình bên trong là bằng nhau luôn này. Ồ, tuyệt vời thật. Các bạn thấy không? Đấy. Còn cái kem này thì mình nghĩ là cũng như thế thôi. Nói chung là hầu như mình những cái mà mình mua hôm nay là hầu như là thấy đều ok hết các bạn ạ. Hôm nay video này là mình làm, mình thấy hay vui làm cho các bạn xem thôi, chứ còn thật ra thì nhiều bạn ở Nhật mình cũng chưa chắc đã biết cái này đâu nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy qua kênh của mình đăng ký kênh cho mình với nhá, với cả là cho mình một lượt like. Các bạn muốn là mình làm video về cái gì ở Nhật Bản thì comment cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video từ đây. Hẹn các bạn những cái video hay ho ở những video sau nhé. Bye bye.